Xin chào tất cả mọi người. Hiện nay nguyên gia đình Huy Khánh đã có mặt ở Hội An rồi và bây giờ rất là vui đang được chuẩn bị có những bạn trẻ dắt đi tham quan những cái ngành nghề gia truyền, cổ truyền và nói chung là truyền thống ở Hội An, và những cái nghề mà Huy Khánh chuẩn bị được trải nghiệm là làm chiếu nè, làm mộc nè và làm bánh nè. Nói chung là ngoài cái vẻ đẹp ở phố cổ Hội An ra còn có rất nhiều ngành nghề mà chúng ta chưa được đi tới, và ngày hôm nay nguyên gia đình sẽ được trải nghiệm. Bây giờ mình đi nha. Hiện nay Huy Khánh đang có mặt tại làng mộc Kim Bồng, thì mọi người cũng thấy sau lưng Huy Khánh là cái cổng làng mộc Kim Bồng. Cái cổng này đã có từ rất là lâu đời rồi, từ thế kỷ 16, 17 tới bây giờ. Và khi mà người ta vào cái làng mộc này thì phải qua cái cổng này, và cái cổng này được coi như là cái cột mốc của cái làng này. Và ngày hôm nay cả gia đình Huy Khánh sẽ tới đây để trải nghiệm xem cái ngành nghề chính ở đây là về làm mộc. Bây giờ chúng ta cùng vô trong nha. Hiện nay là cái làng mộc này đã được phát triển thành cái làng du lịch để cho người ta biết cái ngành nghề truyền thống ở đây, và đặc biệt là được Haco đưa vào cái những cái tour du lịch mới phát triển. Bởi vì trước đây và hiện nay là rất ít có những cái tour đi tới cái làng này. Đó. Buổi tối người ta sẽ mở đèn lên để cho mấy con cá, con mực nó thấy điểm sáng, nó tập trung tới và bắt đầu người ta đánh bắt á. Thấy không? Đó, có mấy cái đồ kéo lưới lên đó, cái máy kéo lưới đó, thấy không? Cho phép cứu phép mà đây, chưa cho nhặt mà. Đúng rồi. Cái dây này để mình buộc lưới dưới phải không chú? Thả lưới không? Cái dây xích đó là để mình buộc vô cái máy mình kéo lưới lên. À, giống như là cái răng cưa. Ủa, tức là cái làng này mà muốn đi qua Hội An là chỉ bắt buộc phải đi đò, không có cầu để qua? Sẽ có, chắc anh nghĩ là sẽ có một cái đường khác để qua nhưng mà nó sẽ xa hơn. Bây giờ mình đi vô cái làng có cái nghề là làm chiếu, cách cái làng mộc hồi nãy là khoảng 7 phút xe đạp. Chào cô, chào cô Lệ. Đây, cá ngồi đây nè. À, một cái ngựa, một cái ốp. Đúng là không làm không biết ha. Ừ đó. Mua cái chiếu về tập yoga đi em. Là sẽ mình chuyên là bán cho khách du lịch. Xong rồi cái đầu mình mới thắt mấy cái đầu lại ha cô. Đè, tên của cô Lệ nè, Miss Lệ nè, tên Tây lắm, tên này là cho khách Tây người ta biết. Cảm ơn cô nha, tụi con về, chúc cô nhiều sức khỏe nha, bye bye cô. Dạ. Dạ rồi, cô dạy môn gì cô? Cô dạy môn tiếng Anh. Trời, hèn chi thấy cô nói tiếng Anh với con quá trời luôn. Là cô dạy cho nguyên làng này biết tiếng Anh để tiếp khách Tây phải không cô? Làng đây là cô dạy cho về xe, là cô chưa về hương, là cô dạy nguyên làng. À, cô là giáo viên ở đây. 1, 2, 3 Huy Khánh. Cái cưới nha, cái cưới nha. Cái cưới bye bye. Hẹn gặp lại nha. Chí lên nón, đưa nón đây. Mình muốn Huy Khánh về lắm đi. Yeah, Huy Khánh về lắm.
Nãy giờ đạp mệt quá, hao tốn năng lượng quá, bây giờ mình phải tìm tới Cô Luận. Đây là nơi làm bánh bèo, bánh đập, nói chung là tất cả các loại bánh. Cát, Cát, con mệt không? Mẹ đạp sao con mệt quá vậy? Con muốn ăn bánh nậm không? Bánh bèo không? Bánh đập không? Đây, con đọc được bánh này bánh gì không? Bánh đập là bánh gì biết không? Trước khi ăn là phải bị đập một trận mới ăn được đó. Từ tinh bột của đây làm ra nhiều loại bánh, bánh xèo, bánh bè, bánh nằm, biết không? Hả? À, đúng rồi. Rồi đem ra làm bánh ăn nha. Trời, đưa cho ông quét đi, nhanh đem ra làm bánh nè. Rồi đưa lại cho ông đi con. Hay quá. Vừa xay xong là mình đổ vô, mình nấu liền luôn đó các. Ở dưới là nước đó con, xong rồi có cái chén để, xong mình đổ bột vô, xong bà đổ cái cháu vô, cho nó sôi nước lên, nó chín là mình ăn thôi. Hồi phút. Rồi, 1, 2, 3, 4, 5 rồi. Không nó hơi... Bây giờ cái này mà đúng bài bản là phải chấm nè. Đặt vô đi con, đặt vô đi. Cái chấm hai loại luôn. Trời ơi, nghe nè. Lạ quá. Wow. Thấy sao nè? Nghe, nghe có giọt không? Sao con? Ăn ngon không? Nào, hãy ăn nhau nha. Ok. Cái gì nó nói vậy? Đưa tay lên nào. Hãy bên nhau bằng. À, mọi người thấy không, cái này không phải là đũa mà cũng không phải là muỗng nha. Mở cái này là đồ sắn. Giờ bắt đầu dứt lên ăn nè. Ngon quá. Bánh bèo nè. Cái ăn mê cái món bánh lọc nè, ngon thử, ăn thử. Hãy ăn thử luôn, ăn nóng. Nóng tay. Cái mà ăn cái này là ân hận cả đời luôn á. Thiệt nha. Nóng tay, nóng tay. Vấn đề là cái bánh bèo á mình đã ăn rất là nhiều lần, nhưng mà cái kiểu nhân á làm ở đây rất là lạ. Ăn cái đũa muỗng còn lạ hơn. Nó béo. Và nếu có dịp tụi con quay lại gặp cô chú nha. Dạ, dạ con chào con chú. Cảm ơn chú. Dạ. Con cảm ơn cô. Chúc cô nhiều sức khỏe. Dạ. Con đi nha. Dạ, ngon quá. Quá đã luôn. Rồi bây giờ chúng ta đi ngắm chân để relax thôi. Yeah, yeah, yeah. Oh, cái ghế ngồi nó cũng sướng nữa. Một ngày trải nghiệm thật là thoải mái. Oh, con lấy tay con bóp vô mắt vậy nè. Đó. Oh, đã không? Nguyên gia đình mình đã kết thúc cái tour đi tham quan làng nghề, làng quê sinh thái ở xã Cẩm Kim. Và bây giờ mình chuẩn bị lên tàu, ấy lộn, lên thuyền về lại phố cổ Hội An để đi một vòng tham quan phố cổ nữa. Mình đạp từ ngày qua tới đêm luôn rồi đó. Cảm thấy nó vẫn không mệt nha. Tại vì không gian ở đây nó rất là lạ mắt.